Xin chào mọi người và hân hạnh chào đón mọi người trở lại kênh YouTube của mình. Hôm nay mình sẽ cho mọi người xem cái chỗ mà RV Resort đó, là cái chỗ mà cho mấy cái RV nó cắm trại qua đêm á. Đây là full hookup, nghĩa là mình cắm được điện, nước và cái hầm xả bồn cầu mọi người. Cái resort này nó cũng đẹp lắm. RV đậu quá trời. Nó có sân chơi golf. Bơi, mình nó có mấy giặt máy sấy ở đây. Rồi cái khu người ta mang dắt chó đi bộ. Những chim bin nhỏ cho mọi người sáng tập dục. Hey guys. Hi. Phá đám Aiden. Đó, đó. Phá đám Trinh Giang. Aiden, you cheating. Mọi người đánh là con. Ôi. À. Cho vì resort này dễ thương nha. Là mấy cái chơi ô quan nè, rồi chơi cờ vua cho mấy đứa bé. Nướng đầy đủ hết cho 2-3 ngày á, khi mà đến